Vâng, xin chào bác ơi, bên kiến trúc nào? Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu địa hình MTB dòng Kubi mang thương hiệu đến từ Đức. Và xe em đánh giá rất là độ mới rất là cao, trên 90% xe. Với cái tông màu rất là sáng, tông màu chủ đạo, tông màu trắng chủ đạo trên xe. Và những cái điểm nhấn chỉ đen và đỏ xanh trên cũng rất là nổi bật, dành cho những bác yêu thích những tông màu sáng. Và bây giờ em xin vào nhé, tổng thể những chiếc xe. Vâng, thì cái mẫu Kubi này mang theo đến từ Đức thì đã về bên em rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Thì những cái tông màu trước đây nó về tông màu đen, màu đỏ, thì nay em về những chiếc tông màu trắng. Thích hợp các bác yêu thích những tông màu sáng. Và cái mẫu model lần này em về là cái mẫu model IEM. Xe rất là mới, đánh giá trên 90%. Đây là dòng địa hình mountain bike, rất là sáng xe và khỏe, độ mới trên 90% nữa. Xe đã qua sử dụng rồi nhưng mà xe người chủ rất là giữ gìn, nhưng mà xe rất là mới. Bác phải nhìn thấy cái độ sáng bóng của xe trên khung xe. Tông màu chủ đạo vẫn giữ tông màu trắng, điểm chỉ xanh và đỏ trên khung xe là điểm nhấn cho xe, dành cho bác có thích những cái dòng xe hiệu Đức Kubi. Rất nhiều các bác quan tâm và đã hỏi em về cái dòng xe Kubi, dòng địa hình thì lai là chiếc màu trắng đây, cổ phước ghi đông chính hãng bản theo xe, hàn gập kim nhôm 6061 hoặc kim nhôm sơn nhẹ khung nhôm. Cổ phước ghi đông còn rất là mới, nguyên bản theo xe, tay lắm cao su đúc chính hãng của Kubi, và tay lắm đỏ đen kết hợp cùng với cái tông màu của xe rất là khỏe, cũng là chính hãng của Kubi, trang bị với 9 tầng lít chính hãng của Shimano Acera, tầm trước sử dụng với cục phanh dầu thủy lực của Techo. Bên tay phải em trang bị với 3 tầng đĩa cũng chính hãng của Shimano Acera, cục phanh sau là cục phanh dầu thủy lực chính hãng của Techo. Xe rất là mới luôn nhá, đánh giá xe trên 90% xe, độ mới của xe. Đây là một cái mẫu địa hình giá tốt nhất cho các bác, giảm sóc dầu, nguyên bản theo xe, cũng là tông màu xanh rất là mới, chính hãng nguyên bản theo xe, may ơi chính hãng của Kubi cũng nguyên bản theo xe. Vành Alex Rim 6061 đây. Vành nhôm cũng nguyên bản theo xe, cũng rất là mới. Lốp còn gần như là mới nguyên bác nhé. Lốp vẫn còn cái gai lốp đây, gần như là mới hoàn toàn. Lốp Canada, kích thước lốp là 26 x 2. Màu sẽ rất là khỏe, và tông màu giờ sáng xe, độ mới rất là cao. Đây là mẫu Kubi đến từ Đức, dòng xe địa hình mountain bike rất là bền, cọc yên chính hãng nguyên bản theo xe cũng của Kubi. Đây là cái thương hiệu, cái logo của xe đây, sau cọc yên, yên là yên của Kubi luôn, yên màu trắng, đỏ và xanh đen, rất là mới. Gạt đĩa của Shimano Antut, như biết đây thì cái gạt đĩa của nó đây vẫn còn cái miếng trắng chỉnh xích lít màu đỏ trên xe, chứng tỏ xe rất là ít sử dụng. Đùi đĩa của chính hãng Shimano, phủ đề sau là phủ đề Shimano Acera, trang bị với 9 tầng lít chính hãng của Shimano. Mayer đằng sau cũng là Mayer của Kubi, nguyên bản theo xe. Vành Alex Rim 6061 vành nhôm, lốp Canada còn rất là mới. Bây
hiếm về em được về một chiếc vòng xe điện hình Hatton Mai mà được có độ mới hoàn toàn như vậy đó nhá. Đến từ thương hiệu Đức, dòng Kobe, model ATM. Có nhiều các bác hỏi em về dòng xe điện hình Hatton Mai của thương hiệu Đức thì lai em về một chiếc đây, cái tông màu rất là sáng xe. Bây giờ xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe đo là size 49. Chiều ngang của xe là size 54. Tức là size 49 54, tức là size tầm size 1m63 đến trên 1m7 như vừa. Bây giờ xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Trang bị được 9 tầng lip, 9 hãng của xe Molo, lên lip. Xích lip còn rất là mới nguyên bản theo xe. Vâng, phủ rộng rất là trơn tru và mượt mà. Bên phải em là 3 tầng đĩa, bùi đĩa Shimano, gạt đĩa của Shimano, cúng đĩa, lên đĩa. Hoạt động rất là trơn tru và hầu như không hề hề lỗi chi tiết vỏ cả. Tổng thể xe đánh giá rất là mới. Tất cả linh phụ kiện trên xe là chính hãng nguyên bản của Kobe. Đến từ thương hiệu Đức, rất là bền. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe địa hình Mountain Bike mang thương hiệu đến từ Đức, Kobe, model ATM. Và xe độ mới trên 90% xe. Tất cả linh phụ kiện trên xe đều là chính hãng của Kobe, nguyên bản theo xe. Và xe giá rất tốt bên em là 7,2 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là con tôi liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký vào theo dõi kênh. Mời hẹn gặp lại vào chương ngày mai.